Vâng, xin chào tất cả các bạn, mình là cậu bé ngu ngơ và hiện tại mình đang ở Mát Công Trường 2. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với Mát Công Trường em ạ. Quả công trường chết chóc này. Ôi đâu ấy? Mình vừa lên được xong. Ok. Ôi đây rồi. Đây rồi em ơi. Rồi, mãi mình mới lên được đây. Đó, xong em men cái góc này. Nhảy qua đây đó. Thế là chúng ta sẽ có một góc gọi là thủ ngon nhất ở cái map công trường. Sao nào, top 1 là đang 141 điểm. Ui. Đây rồi, may quá mình nhảy kịp. Có đấu một khi một con đấu to nó gầm ấy là anh em sẽ không thể là ui, mình hết tìm xạ đây. Ui rồi. Chạy. Ui. Ui, con đầu to nó thổi đấy. Trốn anh em ơi. Đầu tiên thì cái vị trí dễ nhất này. Để anh em sẽ đi vào cái góc này. Ui, chưa. Lanh, nhanh, khẩn trương. Đấy, chỗ đơn giản nhất thì anh em leo lên cầu thang mà cái góc này nó rất là đông ấy. Mà anh em sử dụng cái búp gọi là búp tăng đứng gần đầu đội. Ui, một viên 2000 máu kìa. Đứng gần đồng đội để tăng sát thương ấy thì cũng rất ok. Thử snap nhé. Uấy, snap này. Snap thì được nhưng mà nó hơi có cái độ trễ một tí nhé. Uấy, ngon không? Thôi chưa rồi. Ui, may quá. Cơ đồ to may nó yếu yếu. Ok, cái chỗ ngon nhất là anh em phải để góc này không? Đấy, đứng ở bên trên đấy là chỗ an toàn nhất. Mà vấn đề là leo lên đấy cũng hơi mệt. Mà nhiều một cái là toang luôn đấy. Một viên. Hai viên. Ba viên, ui dồi, ba viên cũng chết kìa. Đấy là mình snap đấy anh em, snap đấy chứ đâu. Ui, cũng khoái phết đi ạ. Ok kìa. Cô này bắn từng viên một anh em ạ, vãi. Ui dồi ôi. Khỏi bắn từng viên một bắn chậm vãi. Mà cái sát thương nó đâu có to lắm đâu. 2, ui 3. Mới có này 4 viên vẫn chết được cơ. Ui, 4 viên rồi. Rồi ôi lại bị cay luôn ạ. Cay thế. Mới hết cả đạn nó không được cái gì. Ui. Còn đồ to kìa. Ui còn đồ to nhảy. Đây rồi. Ui. Chạy. Ôi rồi. Ui mày quá. Nào. Mày đuổi đấy. Nào. Đứng chổng đít ra đây này. Rồi. Đuổi này. Đuổi. Mày này. Đuổi này. Rồi. Em Linh cuồng sát. Nào. Ai à. Nào qua đây. Này thì trốn đi đâu được. Thì nó cào đáo phát em. Cái bò lạc rồi. Ôi chết rồi. Đông. Ok. Ui. Một tát chết luôn ạ. Đấy, leo lên đây này. Xong em sẽ có cái bên này đúng không? Đấy, đi sang men sau cái đấm hàng rào này được. Làm do mẹ luôn. Đổi. À có chú quỷ, được. Có chú quỷ nha mày. Ây da. Shit. Nó AFK luôn kìa. Đây. Ôi giời ơi, nó bắn bừa chết thật. Ok anh em ơi. Ok mình có thuốc giải, rồi. Ôi. Ok, mà nó không để ý, con đầu to nó không để ý. Không chạy qua kia được. Thôi thế này đứng tạm bên đây thôi. Mai nó gầm đây nhìn sợ quá. Đây rồi, một viên vào đầu này. Ui đây, không đúng. Đầu game ấy sao? 3 hiệp rồi, chưa được mạng nào cả. Ui mày thế. Một pha bắn vào một mắt khán giả. À, qua đây. Ê, đi cùng với thằng đồng đội này chắc em ơi. Đi một mình là dễ bị chúng nó vây đó. Đi luôn đấy. Anh ra chạy đâu đấy? Qua đây. Một đứa này. Hai đứa này. Một phát vào đầu này. Ba đứa này. Ui.
Ui chết chết. Ây da. Đuổi đi. Đuổi bắt được em đó. Chạy. Ok. Nó tát cái nữa là mình chết đấy các bạn. Tí được chết. Má ơi này. Đuổi nhau với nó hài. Vẫn cả chửi đây đây. Top 3 rồi các bạn ơi, top 3 rồi. Cái này là tăng đạn này. Thay đạn nhanh là thích kệ cũng được. Cái này tăng đạn tăng băng đạn lên, tăng băng đạn lên dưới, tăng giới hạn băng đạn. Đó. Ui, ngay dưới chân mình. Chạy qua đây này, xong anh em nhảy cái góc này nhá. Cái góc này này, đấy, chỉ có một góc lên thôi. Đấy, nó dễ trượt lắm. Nó kiểu cái game này nó có cái cơ chế parkour ấy. Di chuyển hơi quá cái là nó sẽ nhảy sang hẳn bên cái bên bờ tường như kiểu bật rào ấy. Đây rồi. Làm hero luôn đi. Ui, một con đấy, một đứa, hai đứa, ui, ba đứa, ui, nó tát đầu thế. Ui, chạy. Ui dồi, nó gầm, nó không sử dụng được cái cột anh em ơi. Ok đây, má, nó gầm là cái nó vô hiệu cái cột luôn ạ, nó dậy thật. Rồi, nó không để ý. Mày bắn này. Chạy. Ok, mình có thuốc giải rồi, Chạy qua đây. Ok. Thôi đứng tạm đây dùng thuốc giải các bạn. Ok này. Đứa đây chắc là không ai không đứa nào để ý đâu. Một viên này. Đây rồi, chưa được một kill nào luôn đấy. Ui, nó để ý mình rồi. Ui. Anh Giai ơi, bình tĩnh anh Giai. Ui, giờ chạy bên kia. Ui, nó lên rồi. Bắn, đôi. Ok. Rồi, ui. Kẹt con mẹ giữa đường, cay thế. Thằng nào nó nhảy đến đầu mình. Đi đường này này, nhảy lên đây này. Đấy. Lắc chuột sang bên trái này. Cho nó lên được hết rồi này. Ok này. Ôi đâu ấy. Mình vừa lên được xong. Ok. Ôi đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Đó. Rồi mãi mình mới lên được đây. Đó xong em men con góc này. Xong rồi là. Từ. Nhảy qua đây đó, thế là chúng ta sẽ có một góc gọi là thủ ngon nhất ở cái map công trường kinh hoàng này. Đấy. Khá là dài, một cái đoạn đường rất là dài. Nếu mà để mà muốn lên đây thì khó. Bởi vì ở đây ở game mình ấy, ở cái game truy kích hàng nó sẽ có một cái cơ chế là không cho nhảy, không cho ngồi đến đầu ấy. Đồng nghĩa với việc là không có mấy con zombie nó chỉ cần không thể nào nó chồng lên được như ở truy kích mình. Đó. Bắt buộc phải là leo lên, trực tiếp leo lên thì mới được. Đây là một cái lợi thế dành cho mấy anh em mà thích bộ môn thẩm du. Này, mình... Nhưng mà nãy giờ chưa được kill nào. Cái đứa này bán sân đít thôi. Cái khổ K98 quá ngon đây rồi. Cho một kill đấy. Ui, cao đến à. Ui, nó vơi đến thật ạ. Vãi cả trưởng. Đó, nhưng mà cái góc đấy thì anh em đứng. Thế theo kinh nghiệm của mình thì anh em nên đứng sâu sâu ra bên ngoài mén men một tí nhá. Chứ đứng ở bên kẹt nó vẫn vơi được. Cái mẹ nó khốn quá.